Xin chào các bạn đến với Comba Marketing. Thì trong video ngày hôm nay, Tài sẽ làm một video gồm 4 phần thì hướng dẫn cho các bạn thiết kế website bán hàng bằng WordPress một cách đơn giản, không cần biết lập trình. Thì 4 phần này bao gồm á, là phần 1 á, là mua tên miền, phần 2 mua hosting, phần 3 là dựng website WordPress và phần cuối cùng là phần tạo ra giao diện đơn giản. À, một video nhân 4 phần. Rồi, chúng ta sẽ đến phần đầu tiên là phần mua tên miền. Thì khi mà các bạn sở hữu được một cái tên miền á, các bạn có thể bán hàng online, kinh doanh online hoặc là làm blog cá nhân đều được. Thì phía dưới video này á, Tài có để một cái bài so sánh về năm cái nhà cung cấp tên miền lớn trên thế giới, và thực ra cái cách đăng ký thì cũng như nhau thôi. Thì ở đây á, Tài sẽ bóc một thằng Namecheap ra, Tài đăng ký thử, và tất cả những cái thao tác còn lại của những cái nhà cung cấp khác thường nó cũng sẽ giống nhau. À, Namecheap là một cái đơn vị rất là lâu năm trong cái ngành kinh doanh tên miền. Thì họ cho tới cái thời điểm mà Tài quay cho các bạn xem á, là năm 2020, thì họ đã có khoảng chừng 20 năm hoạt động trong cái lĩnh vực này rồi các bạn. Thì trên thế giới mà để hoạt động được 20 năm thì không phải là một cái chặng đường ngắn đâu các bạn. Cho nên đó là mình chọn cái thằng nào á, mình uy tín lâu năm, thì chắc tất nhiên là ở nước ngoài thì cái dịch vụ nó sẽ tốt hơn ở Việt Nam mình. Đó. Ok, mình tiến hành mình sẽ mua tên miền ha. Thì ở dưới cái bài này á, Tài có chia sẻ cái toàn bộ cái thông tin của năm cái tên miền, nhà cung cấp tên miền lớn trên thế giới. Tức là nếu như bạn không thích mua trên Namecheap thì bạn cũng có thể chọn một trong những cái nhà cung cấp còn lại và bạn mua ha. Rồi á, ở đây á là bạn sẽ bắt đầu chọn cho mình một cái tên miền nè. Đấy, ví dụ như bạn muốn làm thương hiệu cá nhân ha, thì bạn sẽ đặt một cái tên là ở đây mình sẽ làm hướng dẫn ví dụ thôi ha. Còn các bạn muốn chọn cái nào, muốn đặt tên nào thì các bạn phải suy nghĩ trước khi các bạn mua, chứ còn vô đây rồi thì chỉ có kiểm tra thôi, kiểm tra thôi. Trước khi các bạn mua thì các bạn kiểm tra hai ba cái tên miền. Để mình chọn thử, mình mua ha. Tìm kiếm thử nè. Đây. Đây chính là cái kết quả trả về khi mà các bạn gõ cái Comba server, chứ là chưa có chấm gì hết nha các bạn. Ở đây nó sẽ đề xuất nè, .com rồi .net rồi .dev .xyz .me. Thường á, nếu như các bạn làm thương hiệu cá nhân á, thì các bạn nên chọn cho mình là .com hoặc là .net. Đấy, nhìn nó sẽ rất là uy tín các bạn. Có một số cái đuôi người ta mở rộng tại cái thời điểm này các bạn. Thí dụ như chấm store thì thường là mình sẽ nghĩ tới trong đầu là một cái cửa hàng hay gì đó, rồi studio đó, rất là nhiều ha. Đó, thì cá nhân mình vẫn nên chọn là .com. Thì ở đây mình sẽ chọn comba-server.com. Thì các bạn có thể thấy được á, cái dòng bên dưới đây nè, tức là cái giá gia hạn tên miền năm sau. Đấy, giá gia hạn tên miền năm sau. Thí dụ ở cái thời điểm mà bạn mua tên miền .net, comba-server.net này á, là 11,98 đô, thì năm sau á, bạn sẽ gia hạn là 12,98 đô ha. Rồi, ok, mình sẽ tiến hành mình thêm vào cái giỏ hàng của mình nè. Đấy, thì ở đây á, Namecheap sẽ đề xuất thêm cho bạn một số những cái tính năng, ví dụ như là web hosting hay là VPN, chứng chỉ SSL hoặc là email. Nhưng mà tất cả những cái này thì không cần thiết lắm ha. Mình mua tên miền thì mình cứ mua tên miền thôi. Rồi, mình sẽ kiểm tra cái phần cái giỏ hàng của mình nè. Đấy,
Ở đây á, bạn có thể chọn được cho mình rất là nhiều năm. Ví dụ như bạn mua một năm á, là 8,88 đô, rồi bạn mua 2 năm á, thì cái tính năng này nó sẽ tự động nó cộng lên cho bạn thôi, và bạn sẽ có được một cái gọi là hui. Cái hui này á, là nó sẽ bảo mật cái danh tính cho bạn khi mà bạn đăng ký trên Namecheap, tức là nó sẽ che mất cái phần thông tin đó, nó không có cho ai. Ví dụ như có một người người ta muốn xem cái tên miền này ai là chủ sở hữu, thì cái thông tin của Namecheap á, người ta chỉ truy xuất ra cho cái người muốn xem á, là chỉ là thông tin của Namecheap thôi, chứ người ta không có để lộ bất kỳ cái thông tin nào của bạn khi mà bạn nằm trên Namecheap hết nha. Thì cái này cũng rất là hay, mình rất là thích cái tính năng này của Namecheap. Đấy. Thì ở đây mình sẽ mua một năm thôi. Rồi tất cả những cái phía dưới này thì mình sẽ không chọn nha các bạn. Rồi ok ha. Thì cái ô này á, có nghĩa là một cái mã giảm giá. Thì hiện tại á, trên Comba Marketing mình á, cũng có để rất là nhiều mã giảm giá của Namecheap. Thì cái mã giảm giá này á, nó sẽ thay đổi theo từng tháng nha các bạn, nó không cố định. À, thí dụ như tháng này mình sẽ có một cái mã giảm giá khác, tháng kia mình sẽ có một cái mã giảm giá khác, và cho tới một cái dịp lễ lớn hay là Black Friday. Thì tất nhiên là trên website của mình cũng sẽ cung cấp một cái mã giảm giá khác, thì để các bạn xem thử là cái mã giảm giá nào phù hợp á, thì các bạn hãy xem phía dưới cái video này á, mình có để một cái link tới mã giảm giá tên miền, không chỉ là Namecheap mà còn nhiều nhà cung cấp tên miền khác, để các bạn có thể tự do lựa chọn cho mình nhà cung cấp phù hợp. Thì ở đây á, tại cái thời điểm là tháng mình đang làm clip này á, là khoảng chừng tháng tháng 8 ha, tháng 8 năm 2020, thì ở đây á, nó có một cái mã giảm giá như thế này. Thì mình sẽ copy, mình apply thôi. Đấy. À, cái mã giảm giá này á, nó chỉ phù hợp cho những ai mà muốn, tức là phải có cái tài khoản nha các bạn, có tài khoản á. Thì ok nè, thì mình sẽ tiến hành, mình cứ confirm đi ha. Rồi nếu như các bạn chưa có tài khoản Namecheap thì các bạn cứ đặt tên giúp mình ha, Tài Nguyễn Công Ba, rồi password. Mình điền cái địa chỉ email của mình vào ha. Thì ở đây á, mình có sẵn rồi, mình chỉ có điền vào thôi. Tiếp tục tạo mật khẩu nha, tạo tài khoản nha. Rồi các bạn bỏ cái dòng này đi nếu như các bạn đang đăng ký dưới hình thức là cá nhân. Rồi ở đây mình sẽ điền cái địa chỉ của mình. Thường mình sẽ để là không dấu nha các bạn. Mình ở Hồ Chí Minh thì mình cứ điền Hồ Chí Minh thôi. Mã zip code 700.000. Nếu như các bạn không biết cái mã zip code của tỉnh các bạn ở đâu á, thì mình có để phía dưới, link phía dưới này luôn ha. Country Việt Nam. Rồi, của Việt Nam là cộng 84 nha các bạn nhớ ha. Rồi, ok. Mình đã cần điện không nữa. Tạm thời cứ tiếp tục đi. Yêu cầu số điện thoại là bắt buộc yêu cầu ha các bạn.
Rồi tất cả những cái này mình cứ để mặc định ha. Mình nhấn tiếp tục nè. Ở đây thì mình sử dụng PayPal để thanh toán. Tất cả những cái này bạn để cứ để mặc định nha. Rồi. Nếu như bạn nào chưa có tài khoản PayPal á thì mình phía dưới video này mình cũng có để link dẫn tới cái bài hướng dẫn tạo một cái tài khoản PayPal và kết nối với ngân hàng để khi các bạn thanh toán trên nem chip như thế này nè thì nem chip nó sẽ tự động trừ phí của các bạn thông qua PayPal. Tất nhiên các bạn phải để tiền, cái số tiền trong tài khoản, như các bạn phải để một cái số dư phải dương hơn cái số tiền mà các bạn đang xem nè thì các bạn mới thanh toán được. Rồi đây, nem chip có gửi email tới cho mình. Đó. Rồi mình sẽ tiến hành mình thanh toán ha. Tiếp tục nha các bạn. Rồi, thì đây là cái giao diện khi mà các bạn đã mua cái tên miền thành công á. Đấy, rất là đầy đủ thông tin ha. Mình mua một cái tên miền .com để làm thương hiệu, để làm online. Rồi mình sẽ bắt đầu mình vào cái giao diện trang chủ của anh em chip. Đây. Đây ha, các bạn vừa mua đây nè. Rồi rồi rất là dễ đúng không các bạn? Để cho tên miền của các bạn có thể hoạt động được thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo là phần mua hosting. Chúng ta có một cái tên miền, chúng ta cần phải có một cái nơi lưu trữ để website bán hàng của chúng ta có thể chạy được, và đó chính là hosting, nơi lưu trữ. Thì Tinohost là một trong những thương hiệu cung cấp hosting phải nói là có dịch vụ hỗ trợ tốt nhất dành cho khách hàng đến thời điểm hiện tại. Thì ở Tinohost họ có một cái câu, họ tuyên bố rằng là Tinohost sẽ tặng thêm một tháng sử dụng dịch vụ cho quý khách nếu như mà hỗ trợ quý khách dưới, tức là cái việc chậm trễ nó trên 5 phút. Điều đó có nghĩa là gì? Họ rất là chú trọng vào khách hàng cũng như là người sử dụng hosting. Tại vì ai không phải ai sử dụng hosting cũng có đủ kiến thức để mà sử dụng. Thành ra là đây cũng là một cái điểm mạnh, cái điểm nhấn của Tinohost. Và mình cũng có một số cái dự án sử dụng Tinohost để làm cái hosting chính cho cái website đó. Đấy. Ha. Tinohost đảm bảo với các bạn luôn là các bạn đội ngũ của họ hỗ trợ rất là tận tâm và rất là nhiệt tình. Ok, thì mình sẽ tiến hành mình mua hosting từ Tinohost ha. Rồi các bạn sử dụng cái loại là self web hosting và chọn cái loại là cloud hosting ha. Rồi ở đây á
nó có rất là nhiều cái bảng giá khác nhau. Thì như các bạn thấy rồi đó, cái rẻ nhất á, là dành cho sinh viên. Đấy, sinh viên có nghĩa là sao? Cái dung lượng nè, nó chỉ có 100 MB. 100 MB rất là thấp để mà các bạn có thể làm được nhiều cái. Đấy. Thì ở đây á, nếu như mà các bạn mua Tinohost để các bạn phát triển blog hoặc là phát triển website bán hàng, thì các bạn nên chọn cái gói được chọn nhiều nhất nè, là 119.000 đồng một tháng á. Đấy. Thì dung lượng của nó sẽ cao hơn, băng thông không giới hạn, máy chủ đặt ở Việt Nam. Và khi máy chủ đặt ở Việt Nam ấy, thì sẽ cho cái tốc độ truy cập vào hosting nhanh nhất. Đấy. Ở đây nó có rất là nhiều cái khoảng thời gian thanh toán ha. Các bạn cảm thấy phù hợp với cái phần nào thì các bạn cứ chọn. Ví dụ như ở đây mình muốn trải nghiệm Tinohost 6 tháng thôi thì mình sẽ chọn 6 tháng. Rồi mình sẽ nhấn mua ngay nè. Đấy. Tại cái mục này á, thì nó cũng rất là giống với những cái giao diện của nhà cung cấp hosting khác ha. Thì thường á, mình sẽ không mua cái tên miền trên những nhà cung cấp hosting mà mình chỉ mua tên miền trên Namecheap thôi. Thành ra ở đây mình sẽ chọn cái phần này. Đấy. Dụ như cái tên miền mình đã mua trên Namecheap ở cái bài hướng dẫn trước là comba server. Cái này là .com ha. Rồi, sử dụng. Đấy. Rồi. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm thử thì các bạn cứ chọn 1 tháng, còn theo mình thấy các bạn nên chọn 12 tháng ít nhất để các bạn có thời gian phát triển website, phát triển blog. Tại vì 1 tháng các bạn mua các bạn xong rồi vứt nó cũng chả làm gì không. Đôi khi là mình cũng quên mất là mình đã từng mua cái hosting luôn các bạn. Đó, các bạn cứ thanh toán là chọn 12 tháng nha. Rồi. Ở đây thì mình không cần chọn những cái tính năng này đâu. Rồi, mình sẽ tiếp tục. Rồi. Trong cái phần mã khuyến mãi này á, bên dưới video này Tài sẽ để cho các bạn cái mã khuyến mãi của Tinohost. Thì ở đây Tài đang làm hướng dẫn nhanh, thành ra là Tài không có nhập cái mã vô đây. Nhưng mà bất kỳ ai đang xem video này cũng đều nhận được một cái mã giảm giá từ Tài cũng như là website combamarketing.com. Rồi các bạn tiến hành tạo tài khoản nha. Danh xưng nè. Nguyễn Tài, địa chỉ email. Đấy. Rồi không bắt buộc ha, mình ở đâu thì mình cứ chọn ở đó thôi. Quận 3 30 Nguyễn Thị Minh Khai. Làm thế nào bạn tìm thấy chúng tôi? Thì ở đây là bạn cứ chọn bạn bè giới thiệu. Tùy thôi, bạn cái nào bạn phù hợp thì bạn cứ chọn. Rồi bạn sẽ tạo cho mình một cái mật khẩu à. Tới hình thức thanh toán á. Tinohost hiện tại đang có những cái phần như sau là thanh toán bằng VNPay, rồi Momo, rồi chuyển khoản ngân hàng, rồi dùng thử 7 ngày không cần thanh toán. Thì đây cũng là một trong những cái chính sách mà mình khá là thích ở Tinohost. Ngoài cái việc họ có được một cái điểm nhấn là hỗ trợ rất là nhanh, cái đội ngũ hỗ trợ rất là nhiệt tình, thì họ còn có cho một cái tính năng là xài thử 7 ngày không cần thanh toán. Đấy. Rồi, ok. Ở đây thì các bạn tiện cho cái hình thức nào thì mình cứ chọn hình thức đó thôi. Mình thì không xài ví, thành ra ví mình không có tiền, mình cứ để là mình sẽ chọn hình thức chuyển khoản ngân hàng. Rồi.
thanh toán ha. Thì đây là cái hóa đơn á, báo chi thanh toán này, khi mà các bạn chuyển khoản tới cái tài khoản đã ghi trên đây với đúng số tiền này, bao gồm cả 10% VAT, thì các bạn sẽ sử dụng được dịch vụ hosting của Tinohost. Rồi, Tài vừa mới hướng dẫn cho các anh chị mua hosting trên Tinohost thành công. Thì ở bước 2 này còn một cái phần nhỏ khá là quan trọng nữa, là các anh chị phải trỏ cái tên miền các anh chị mua xong về về Tinohost nha. Rồi, chúng ta bắt đầu. Đây là giao diện khi mà các bạn đăng nhập vào Namecheap chip sẽ thấy như thế này, và các bạn sẽ tới phần manage. Rồi ha, mình sẽ vào cái khu vực gọi là tùy chỉnh DNS nè. Rồi ở đây á, nếu như các bạn có cái record nào thì các bạn cứ xóa hết đi nha, và mình sẽ thêm record A. Rồi tới đây nè, A cộng địa chỉ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi kiếm cái địa chỉ IP trên Tinohost nha các bạn. Đấy, thì sau khi các bạn mua cái Tinohost trong cái video hướng dẫn trước á, thì đây là phần các bạn đăng nhập thành công. Thì các bạn vô phần dịch vụ nè. Đấy, các bạn sẽ thấy là các bạn đang xài dịch vụ nào nè, hosting nào nè. Rồi các bạn bấm vào ha. Đấy. Đây nè. Thì mình sẽ đăng nhập vào cái cPanel này. Rồi đây là cái thông tin, rất là nhiều thông tin, rất là nhiều cái tính năng trong này, nhưng mà cái địa chỉ IP nó sẽ nằm ở đây. Đấy. Thì các bạn copy cái địa chỉ IP này á, các bạn bỏ vào cái phần name chip, trong cái phần name chip lúc nãy á. Rồi mình tích chọn ha. Rồi phía dưới mình sẽ thêm một cái dòng CNAME nữa là www. Bên phần này là compaserver.com. Đây là tên miền của mình nha các bạn. Rồi, các bạn cái ý này ý nghĩa là cái website của bạn sẽ chạy dưới cái mô thức là www á. Rồi, các bạn lưu lại nè. Rồi, thế là xong. Vậy là các bạn đã trỏ xong thành công cái tên miền về hosting của Tinohost. Thì cái công việc trỏ tên miền về hosting như thế này nó sẽ giúp các bạn chạy được một cái website ha. Sau khi chúng ta đã mua hosting xong, chúng ta cần phải dựng một cái website bằng WordPress. Thì chỉ bằng một cú lích chuột thôi là các bạn đã có một cái website WordPress hoàn chỉnh, nhanh. Rồi, chúng ta bắt đầu. Khi mà các bạn đăng nhập vào cái quản trị khách hàng của Tinohost á, các bạn vào dịch vụ đây nè. Đấy, các bạn sẽ thấy cái gói hosting mà lúc trong video trước mình đã mua ha. Rồi các bạn bấm vào đây. Đấy. Thì các bạn phải đăng nhập vào cPanel. Đấy. Thì để các bạn cài được WordPress trên Tinohost á, các bạn phải vào được cái giao diện này, và các bạn kéo xuống cái phần Soft Oculus App Installer, và các bạn nhấn WordPress ở đây ha. Đấy. Thì đây là cái giao diện cài WordPress tự động của Soft Oculus. Thì các bạn nhấn vào Install Now nè, chỗ đây nè. 5.4.2 là phiên bản mới nhất của WordPress ban hành tính tới thời điểm mình đang quay clip là tháng 8 năm 2020. Đấy. Chỗ này bạn không cần điền ha. Rồi. Là website đầu tiên. Đây là mô tả website nè. Đấy, admin á, thường mình không có để là mặc định là admin như thế này, mà thường là mình sẽ để một cái tên khác ha. Ở đây thì mình đây. Admin website nè. Thì cái việc tránh những cái việc đặt tên mặc định như thế này sẽ giúp cho cái
lúc mà các bạn đăng nhập á thì nó sẽ bảo mật hơn. Thường hacker người ta sẽ dò ra những cái mặc định như là admin đó. Dán vào mật khẩu thì bạn bạn điền xong bạn vui lòng nhớ nha, có bao gồm cả những ký tự đặc biệt và số và chữ viết hoa đấy. Thì tại luôn luôn nhắc nhở cho các bạn rằng các bạn phải lưu lại mật khẩu quản trị website vào bất kỳ nơi nào mà bạn có thể quản trị được. Rồi email bạn điền email bạn đang sử dụng thôi ha. Rồi chọn ngôn ngữ thì mình xài tiếng Việt đi. Rồi ở đây á, mình sẽ chọn cái plugin này giúp website của mình bảo mật hơn. Còn bảo mật như thế nào thì trong video, những cái chuỗi video hướng dẫn tiếp theo mình sẽ nói kỹ hơn về phần này. Tạm thời thì sẽ không chọn cái tùy chọn là Classic Editor, tại vì cái bản này là cái bản cũ rồi, mình không cần chọn nữa. Bên dưới cũng vậy, mình chưa cần chọn ha. Rồi xuống dưới phần cài đặt nâng cao, các bạn không cần biết, chưa cần hiểu table prefix này đâu. Thì ở đây mặc định á, như hồi nãy mình nói á, thường những cái mặc định á, nó sẽ không có an toàn lắm. Thì ở đây mình sẽ cứ đặt là 1, 2, 3 thôi đó, để tránh đi những cái ký tự đặt, những cái ký tự mà nó đã được tạo mặc định rồi á. Chỗ này thì mình sẽ tích vào hai phần này ha. Tức là nó sẽ đấy, hai phần đây nè, rất là quan trọng nè các bạn. Nó sẽ tự động nó cập nhật cái mã nguồn website WordPress của bạn lên bản mới nhất, để tránh cái trường hợp là website bạn chạy với phiên bản cũ và rất là dễ bị hacker dòm ngó ha. Backup location. Rồi, mình để mặc định được rồi. Thì chọn đâm. Mình cứ chọn đại một cái đâm nào đi, rồi mình sẽ cái này mình sẽ thay đổi sau nha, không vấn đề gì hết. Đấy. Mình thấy cái nào ưng ý mình cứ chọn thôi, mình chọn đại đi rồi sau này mình chỉnh sau. Đây mình chọn cái marketing này đi. Rồi mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình install nha các bạn. Các bạn chờ cho cái trình cài đặt tự động này nó chạy lên 100%. Nhanh thôi, khoảng chừng chưa tới 1 phút là mình đã thấy nó chạy rồi. Đấy, xong rồi đó. Thì cái địa chỉ compa server này đã được chạy trên hosting của TinoHost và đã xuất hiện trên Internet. Đây chính là địa chỉ vào căn nhà của bạn trên môi trường Internet đó các bạn. Đấy. Sorry. Xin lỗi nha các bạn. Các bạn gõ tổ hợp phím là Ctrl cộng Shift cộng N giúp mình để vào cửa sổ ẩn danh. Thì đây chính là cái giao diện mặc định lúc nãy trong quá trình cài đặt bạn đã chọn á. Đó, thì nó sẽ hiển thị ra đây, và đây chính là cái thương hiệu của bạn trên Internet ha. Rồi. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Đây, đây là cái địa chỉ quản trị admin của mình nè. Đấy, mình sẽ copy và quay lại. Mình truy cập địa chỉ admin này bằng cái mật khẩu và cái tên lúc nãy mình đã chọn á. Copy. Rồi, đăng nhập ha. Rồi, thành công. Thì đây là một cách các bạn, nó sẽ giúp cho các bạn cài một cái website bằng WordPress một cách hoàn toàn tự động mà bạn không cần phải biết lập trình bất kỳ một cái dòng code nào ha. Rất là nhanh, rất là tiện dụng. Rồi, sau khi các anh chị có được một cái website cài bằng cách hoàn toàn tự động như vậy, rất nhanh đúng không ạ? Còn một phần
còn một xíu nữa là Tài sẽ hướng dẫn cho các anh chị cài chứng chỉ SSL bảo mật website trên cái trình duyệt và sẽ hiển thị ra cho bạn là kết nối an toàn bảo mật nha. Thì chứng chỉ SSL là gì? Đây là một cái định nghĩa mà các bạn không cần quan tâm lắm, nhưng chứng chỉ SSL sẽ giúp cho các bạn cái website của bạn bảo mật hơn, và Google nó cũng sẽ đánh giá website của bạn chất lượng hơn. Đấy, thì cách để các bạn nhận biết SSL đã hoạt động như thế nào thì các bạn nhìn lên đường dẫn đây nè. Đấy, thì đây là cái sự khác nhau giữa cái việc các bạn có chứng chỉ và sau khi trước khi có chứng chỉ và sau khi có chứng chỉ. Đấy, trước khi có nó sẽ thông báo cho mình nè, không có an toàn, tức là cái kết nối này nó không có an toàn. Còn cái nào mà có SSL rồi á thì đây ha, đây nè, đấy, kết nối của bạn là bảo mật. Vậy thì các bạn cài SSL như thế nào? Đấy, các bạn trước khi các bạn cài SSL á, hãy đảm bảo với Tài rằng á là các bạn phải trỏ cái tên miền về đúng cái địa chỉ IP của hosting nha. Đấy, rồi các bạn vào lại trang web dnschecker.org, các bạn gõ tên miền của bạn chính bạn á, các bạn sẽ kiểm tra thử là cái địa chỉ A người ta thông báo ở đây nè nó có khớp với địa chỉ IP của hosting của bạn hay không. Đấy, đấy, như thế này là đúng nha các bạn. Như thế này có nghĩa là các bạn có thể cài chứng chỉ SSL được. Còn nếu như tên miền của bạn chưa rõ về hosting thì các bạn không thể cài đặt được nha. Rồi, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài SSL trên Cybano ha. Đấy, các bạn kéo xuống cái phần gọi là security á, các bạn vào SSL xịt TLS status, rồi các bạn mở qua một tab mới nè. Đấy, thì ở đây mình sẽ chọn cái compa-server.com này và mình đợi xíu cái này nó load xong ha. Mình chỉ cần hai này thôi, không cần cũng được. Đấy, compa-server.com. Cái đây nó tự động nó tạo cho bạn rồi nè. Các bạn vào xem cái chứng nhận ha. Rồi fill. Nó tự nó tạo ra cho bạn rồi nè. Thì các bạn nhấn install certify. Đấy, chứng chỉ SSL đã được cài rồi nha. Rồi, ok. Giờ các bạn truy cập lại vào website nè, các bạn vào plugin. Nhớ là chỗ này là Node SQL nha các bạn. Có nghĩa là trước khi cài á, và sau khi cài các bạn vào plugin và nhấn cài mới. Đấy. Sau đó các bạn vào giúp mình, gõ giúp mình tên là Really Simple SSL. Đấy. Ha. Rồi, cái plugin có 4 triệu lượt kích hoạt tính tới thời điểm tháng 8 2020 nha các bạn. Các bạn nhấn cài đặt giúp mình. Rồi, cài xong rồi các bạn kích hoạt nè. Thì cái đây nó sẽ thông báo là nó sẽ chuyển tất cả những cái đường dẫn của các bạn á, là không có HTTPS trở thành HTTPS nha. HTTPS là ở đây nè các bạn. Đấy, các bạn copy, các bạn ra đây, các bạn thấy chữ HTTP không ạ? Rồi, kích hoạt chứng chỉ SSL. Đấy, rồi bây giờ website của bạn đã bảo mật rồi ha. Đấy, các bạn truy cập lại vào cái tài khoản lúc nãy mình đã lưu á,
Copy nè. Rồi, bên dưới. Trong video này mình sẽ nhắc lại các bạn thêm một lần nữa là các bạn nhớ lưu tài khoản admin đăng nhập WordPress tại một nơi bất kỳ nào đó mà các bạn có thể kiểm soát được ha. Rồi, đăng nhập. Đấy. Ok. Vậy là các bạn đã có được cái chứng chỉ SSL và Google nó sẽ đánh giá website của bạn là an toàn và bảo mật hơn. Thì sau này khi mà các bạn tiến hành xây dựng nội dung thì các bạn tức là Google nó sẽ nhìn vào website của bạn, nó sẽ lấy cái HTTPS này là một trong những cái nó đánh giá được cái sự uy tín, cái sự tin tưởng của cái tên miền của bạn trên Google tìm kiếm tự nhiên ha. Thì cái đó mình sẽ hướng dẫn sâu vào những cái bài học sau này. Phần cuối cùng trong video này sẽ là phần tạo ra một cái giao diện đơn giản bằng Elementor và một số cái plugin khác giúp cho các anh chị trực quan cái website của mình và tạo ra những cái tính năng cơ bản nhất. Rồi chúng ta bắt đầu. Rồi để tiếp tục cái hành trình mà mình làm một cái website bán hàng bằng WordPress á, thì các bạn sẽ phải cài một số cái plugin cần thiết dành cho WordPress và mình sẽ tiến hành mình làm luôn nè ha. Rồi chúng ta sẽ cần những cái yếu tố là một cái theme, một cái giao diện đơn giản, tùy biến, nhẹ để các bạn có thể xem cho nó dễ ha. Và ở đây mà khi mà mình cài giao diện á, đấy, mình sẽ thêm một cái giao diện mà được rất là nhiều những người dùng WordPress người ta đánh giá cao và cũng là một trong những cái theme WordPress mà Tài rất là thích. Ở đây nó sẽ là Astra ha. Đấy, Astra. Các bạn cứ gõ từ Astra là nó sẽ ra. Và ở cái thời điểm năm cuối năm 2020 này á, thì cái giao diện nó sẽ như thế này. Đấy. Của Astra nha các bạn. Đó, các bạn vô các bạn xem nè. Bởi Brandon Force. Đấy, không phải của thằng này nha. Các bạn cài đúng cái giao diện. Rồi, các bạn vào cài đặt. Giao diện này rất nhẹ, rất dễ tùy biến. Nó có cả phiên bản miễn phí và phiên bản trả phí. Nhưng tạm thời trong clip này mình cứ xài phiên bản miễn phí để xem nó như thế nào nha. Rồi mình sẽ kích hoạt cái giao diện này lên. Đấy. Rồi chúng ta sẽ tiến hành cài một số cái plugin cần thiết dành cho nền tảng thương mại điện tử trên WordPress là WooCommerce đó. Rồi mình cài mới. Mình sẽ cài. WordPress cộng với plugin này sẽ trở thành một cái website thương mại điện tử. Và tùy theo cái trình độ của bạn lập trình như thế nào thôi, bạn có thể tự tạo ra cho mình một cái website có số lượng sản phẩm cực kỳ lớn. Nhưng mà ở đây mình chỉ demo một cái trang thương mại điện tử nhỏ lẻ thôi. Khi cài xong bạn nhấn thì mình cài thêm một vài plugin nữa. Thì ở đây mình sẽ cần thêm một cái gọi là form đăng ký. Mình sẽ tạm thời mình sẽ xài thằng WebiForm. Thì khi các bạn gõ WebiForm ra thì nó sẽ có contact form by WebiForm nè. Đấy. Và WebiMail SMTP. Hai cái plugin này rất là quan trọng trong cái công việc. Nó sẽ thông báo cái đơn hàng của mình. Từ cái lúc mà khách đặt hàng nó sẽ thông báo trực tiếp về email của các bạn luôn ha. Các bạn không cần phải vào cái lúc nào cũng phải vào cái website của mình, vào cái khu vực admin để mình có thể kiểm tra đơn hàng. Thì đây là một cái hình thức thông báo trực tiếp đến cái email mà bạn cài đặt. Còn cài đặt như thế nào thì lát nữa mình hướng dẫn luôn. Đấy. Rồi, thế là ta đã có ba cái plugin này. Rất là mạnh mẽ. Mình kích hoạt và mình sử dụng thôi. Đấy. Ở đây khi mà lần đầu tiên
Lần đầu tiên Google Meet nó hỏi thì nó bắt bạn setup á. Mình coi. Thôi bây giờ các bạn vào đây ha, các bạn vào cài đặt nè. Bạn chỉnh qua, bạn sẽ điền lại cái thông tin này. Quốc gia, thành phố, Việt Nam. Rồi, nếu như bạn muốn sử dụng mã giảm giá trên website của mình thì nó tích sẵn ở đây rồi. Đấy, tiền tệ thì ở đây nó mặc định chưa có chọn là Việt Nam đồng đâu. Thành ra là bạn phải chọn Việt Nam đồng. Hình như chỗ này sẽ là để bảng Anh á, mình nhớ là bảng Anh. Rồi, chữ số phần tập phân thì cái này mình sẽ để là số 0 ha. Rồi mình lưu lại. Rồi mình sẽ qua cái phần gọi là email. Email thì khi mà có khách đặt hàng á, mình sẽ hệ thống nó sẽ thông báo tới cái địa chỉ email này, cũng thì cũng chính là cái địa chỉ email mình đang sử dụng cho các bạn coi đây. Đấy, Tài đang sử dụng cái email này để Tài có thể làm demo cho các bạn coi. Rồi, đơn hàng mới, hủy đơn hàng và đặt hàng không thành công thì các bạn vào cài đặt ở đây. Đấy. Bật thông báo. Nếu chưa các bạn điền chưa đúng thì các bạn phải điền đúng email thì nó mới gửi tới đúng chính xác cái địa chỉ email nha. Rồi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ thiết lập một số cái tính năng quan trọng nhất là trong phần cài đặt. Đấy, mình vào đường dẫn tỉnh. Đấy, mình vào đường dẫn tỉnh thì chỗ đây á, tiêu đề bài viết á, thì bạn nên chọn cái này để cho tối ưu SEO nhất. Đấy, mình sẽ có series học SEO về sau ha, rất là căn bản và rất là dễ hiểu. Đây là đường dẫn tối ưu nhất. Cũng tương tự như vậy, mình sẽ chọn cái chỗ này, cửa hàng mặc định. Đấy, lưu thay đổi. Thì khi các bạn lưu xong á, thì ở đây nó sẽ ra cái này nè, cửa hàng. Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xem cái giao diện của website của mình như thế nào. Đây là một cái giao diện mặc định mà WordPress nó cho mình, thì mình cần phải tùy biến nhiều, nhưng ít nhất á, là cái website bán hàng nó phải có những cái tính năng là đặt hàng, xem sản phẩm, rồi xem thuộc tính, size gì, size bao nhiêu, màu nào, đó, bao nhiêu màu. Đấy, ví dụ như vậy. Ở đây mình sẽ tiến hành mình thêm một sản phẩm đầu tiên cho các bạn coi ha. Đây, mình sẽ vào cái mục hoặc là sản phẩm. Trước khi vào sản phẩm á, trước khi vào thêm sản phẩm thì mình phải tổ chức trên giấy hoặc là trên một cái file nào đó là mình bán bao nhiêu sản phẩm, nó thuộc những cái danh mục nào. Đấy. Thì ở đây là Tài có đã tổ chức sẵn rồi. Thì cái đây, đấy, bạn vào sản phẩm, vào danh mục này. Ở đây thì Tài làm hai loại sản phẩm là vòng tay phong thủy. Đấy, vòng tay phong thủy. Mình thêm danh mục mới. Và một cái nữa là vòng tay phong thủy và mặt dây chuyền. Rồi, mình thêm danh mục mới. Mình sẽ đặt cái vòng tay phong thủy này làm mặc định. Và mình sẽ bỏ cái này đi ha. Xóa này đi. Đây là những cái sản phẩm mà những cái danh mục mặc định đó mình cứ xóa hết. Tại vì mình làm từ đầu mà. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình thêm mới sản phẩm nè. Đấy, mình sẽ thêm sản phẩm đầu tiên. Ở đây Tài đang muốn làm một cái website bán vòng tay phong thủy. Thì Tài nhập trường đầu tiên sẽ là Tài xem thử là mình đã có những cái sản phẩm gì. Đấy, ok, mình coi. Bán sản phẩm đi. Thì ở đây Tài có vòng tay và mặt Phật nè. Thì thành ra là Tài phải ví dụ như Tài chọn cái sản phẩm vòng tay đá Thạch Anh đi. Đó. Tài đang có hai sản phẩm, một sản phẩm nhưng hai hình như thế này.
Rồi. Ở chỗ này cái màn hình nó che á. Thì các bạn cứ nhìn xuống bên phải, bên 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 góc phải á, bên góc phải màn hình á. Cho mình chọn hình ảnh này. Rồi. Thì sản phẩm này sẽ là vòng tay Thạch Anh. Cái phần này là gì? Cái phần này chính là cái phần mô tả dài của sản phẩm. Mô tả dài nghĩa là sao? Nghĩa là các bạn có thể viết tất tần tật mọi thứ về sản phẩm, video review rồi công dụng, nguồn hàng sản xuất, mọi thứ bạn viết vào đây. Đấy. Đây, mô tả ngắn thì mình nên gom một số cái lợi ích mà dành cho người mua. Ở đây mình là mình để một số lợi ích là cam kết hàng giả, sorry, cam kết hàng thật 100% ha. Rồi, cam kết hàng là 100%, đền bù nếu phát hiện hàng giả. Đây là nhận hàng. Cái lợi ích thứ hai á, mình sẽ nói rõ là nhận hàng khi thanh toán. Cái lợi ích thứ ba là giúp bạn an thần, điều hòa khí huyết khi đeo. Ở phía góc này thì mình có cái thêm ảnh phía bên tay phải màn hình của các bạn nè, góc này nè, thêm ảnh thư viện. Thì ở đây mình chọn thêm một cái hình nữa cho nó đa dạng sản phẩm, mà đa dạng nè. Đó, đây là cái hình đeo nè. Rồi ở đây mình đang viết về vòng Thạch Anh, thành ra là mình phải chọn cái vòng tay phong thủy ngay đây, cái danh mục sản phẩm ngay đây. Rồi chỗ này mình chưa cần điền ha. Thì giá ở đây ví dụ như cái vòng Thạch Anh này mình để là đang bán với giá 800 ngàn. Đấy, nhưng mà hôm nay giảm giá là chỉ còn 700 ngàn thôi. Rồi mình kiểm tra lại các trường nè. Đây là mô tả dài của sản phẩm. Rồi video, video. Rồi viết chi tiết hơn về sản phẩm tại trường này. Rồi các bạn nhấn đăng. Rồi các bạn kiểm tra nè, các bạn xem sản phẩm. Đó. Thì cái hình này chính là cái hình hai cái hình lúc nãy bạn up lên á. Đó. Đấy. Vòng tay Thạch Anh nè, giá 800 nhưng mà chỉ bán giá 700 thôi. Đấy. Còn cái ô này ở đâu? Cam kết hàng thật đền bù với hàng giả. Đấy, nó chính là cái phần mô tả ngắn của sản phẩm ở trong này. Rồi. Đây là phần mô tả dài của sản phẩm nè. Đấy, nó sẽ nằm dưới chỗ đây. Ha. Rồi. Để các bạn nhấn cập nhật. Thì đây chính là cái quá trình mà các bạn tạo ra một cái sản phẩm để mà các bạn bán được trên online. Đấy, vậy thì câu hỏi đặt ra là sau khi khách hàng xem xong sản phẩm này, người ta muốn đặt hàng, người ta muốn thêm vào giỏ hàng và chọn những cái hình thức thanh toán như thế nào? Đó, thì mình lại vào cái giao diện của WordPress và mình nhấn vào cái phần WooCommerce này, mình đến cài đặt, chọn cài đặt. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái thanh toán này. Thì người Việt Nam mình á, thì họ hay có một cái thói quen khi mà mua, ví dụ như là mua đầm, mua váy hay là mua bất kỳ một cái mặt hàng vật lý nào mà giá trị không cao, thì thường á, là họ sẽ có những cái tùy chọn là trả tiền mặt khi nhận hàng đấy, hoặc là chuyển khoản ngân hàng. Nhưng mà ở đây mình làm đơn giản thôi, là mình chọn cái hình thức là trả tiền mặt khi nhận hàng. Đấy, mình bật nha, mình bật nó sẽ có màu tím như thế này nè. Đấy.
Rồi mình nhấn lưu thay đổi. Ok, giờ mình xem lại sản phẩm coi. Giảm giá. Và đây á, đây là cái sản phẩm nó rất là dễ khi mà các bạn show up ra. Còn vậy thì cái sản phẩm mà nó có nhiều thuộc tính thì sao? Ví dụ như cái vòng này bạn bán đi. Bạn bán cái vòng này nhưng mà nó có ba loại kích thước, ba loại màu khác nhau. À, thì mình không thể nào mình viết, tức là trong cái nhìn đầu tiên của khách hàng, khi mà khách hàng nhìn vào đây á, à khách hàng đâu quan tâm là mày bán nhiều thuộc tính dữ vậy đâu. Thì mình phải có những cái sự lựa chọn để họ chọn. Mình phải có nhiều cái sự lựa chọn khác nhau. Còn đây á, ta đang làm ví dụ một cái sản phẩm chỉ có một thuộc tính thôi. Đó, có nghĩa là ok, bạn bỏ ra bạn mua 700 thì bạn nhận được một cái vòng đây. Đấy. Bây giờ mình giả sử mình làm một cái sản phẩm khác nhưng nó nhiều thuộc tính ha. Rồi. Đây mình thêm mới một sản phẩm nè. Cái này mình thêm mới một cái sản phẩm thì mình sẽ chọn là mặt dây chuyền. Mặt dây. Mình cứ để là vòng tay đi, vòng tay đá. Vòng tay đá phong thủy. Mắt hổ. Đấy. Mắt hổ nha. Sản phẩm này của mình đang là sản phẩm mắt hổ. Rồi, cái này mình cứ copy lại như bên này thôi. Mình đang làm demo cho nó nhanh. Rồi, ok. Mô tả sản phẩm dài. Rồi, các bạn vào thiết lập ảnh sản phẩm ở đây. Các bạn chọn cho mình những cái sản phẩm, hình ảnh sản phẩm đá mắt hổ nâu đỏ ha. Đấy, sản phẩm này đây các bạn. Đá sản phẩm đá mắt hổ nâu đỏ. Rồi. Đá mắt hổ nâu đỏ. Thì các bạn thấy cái vòng này không ạ? Cái vòng này thực chất nó có rất là nhiều kích thước hoặc là nhiều màu. Ở đây tạm thời mình sử dụng một vài cái kích thước cho cái vòng này đi. Đấy. Ok, mình sẽ cái khúc này á, mình sẽ không có chọn sản phẩm đơn giản mà mình chọn sản phẩm có biến thể nè. Có biến thể nghĩa là sao? Có biến thể nghĩa là một cái sản phẩm nó mang nhiều thuộc tính, và khi khách hàng chọn họ bắt buộc họ phải lựa chọn những cái thuộc tính trong đó thì họ mới có quyền đặt hàng. Đây, ví dụ như rồi ok, mình chọn cái phần sản phẩm có biến thể ha. Rồi mình vào thuộc tính nè. Đấy. Bây giờ mình sẽ thêm thêm một thuộc tính mới. Thêm một thuộc tính mới thì thuộc tính này sẽ là đường kính. Tại vì một cái vòng á, nó đâu chỉ là có một kích thước đâu, thành ra là ví dụ như cái vòng này mình để là đường kính 13 cm. Ở đây có một cái dấu gạch đứng như thế này. Các bạn kiểm tra trên cái màn hình nha. Trên cái bàn phím á, thì cái dấu gạch đứng như thế này nó sẽ cho mình nhiều cái tùy chọn khác nhau. 15 cm và 17 cm. Đấy. Bọn mình sẽ chọn là dùng cho nhiều biến thể. Đấy. Ok, mình sẽ lưu thuộc tính này lại. Rồi, mình tiếp tục mình qua cái tab là các biến thể. Các biến thể giờ mình sẽ thêm nè. Mình sẽ thêm, mình mở cái dấu mũi tên này ra nè. Cái vòng tay mắt hổ nâu đỏ này hiện tại á, nó đang bán với giá bình thường là giá sẽ có giá là 1,5 triệu nha. Rồi giá ưu đãi là đang làm là 850. Ok, tình trạng đang còn hàng nha. Rồi mô tả. Ok, căn bản là như vậy. Nặng thì chắc thôi tạm thời mình ví dụ là 1 kg đi. Rồi luôn. Đấy. Mình sẽ đăng sản phẩm này. Xem sản phẩm. Đó. Các bạn thấy gì không ạ? À?
đây là giá gốc, đây là giá khuyến mãi. Tuy nhiên nó lại có thêm một cái tùy chọn nữa là đường kính. Cái nút là thêm giỏ hàng này nó đã bị bỏ đi rồi. Thì chỉ khi mà khách hàng người ta chọn cái đường kính mà họ mong muốn á, thì họ mới được quyền thêm vào giỏ hàng. Đấy. Vậy thì cái sản phẩm này nó khác cái sản phẩm cũ ở chỗ nào? Đấy, các bạn vào lại đây nè, chuột phải mở liên kết tab mới. Đấy. Sản phẩm này chỉ cần khách hàng nhấn vào thêm vào giỏ. Đấy. Thêm vào giỏ là được. Tuy nhiên với sản phẩm này họ bắt buộc họ phải chọn một cái tùy chọn 13-15 cm. Đấy, thì họ mới được thêm vào giỏ. À. Rồi, ok. Phần này hay nè, phần này mình sẽ gọi là tạo một cái mã dành phiếu ưu đãi. Phiếu ưu đãi là sao? Phiếu ưu đãi có nghĩa là họ sẽ nhập cái phiếu ưu đãi hoặc là cái mã giảm giá này trên những cái đơn hàng mà bạn đang khuyến mãi á. Ví dụ như bạn khuyến mãi trong cái dịp lễ là 30 tháng 4, 1 tháng 5 hoặc là ngày 20 tháng 10. Nếu như ngày 20 tháng 10 phụ nữ muốn mua quà, đàn ông muốn tặng quà cho phụ nữ mà người phụ nữ đó mình biết là người ta thích về phong thủy á, thì họ có thể mua cái sản phẩm mắt vòng tay như hồi nãy mình làm. Thì họ tạo ở đây mình tạo thêm một cái mã để mình biết được là khách hàng đó đến từ những cái kênh mà mình đã chỉ định. Ví dụ như tôi đang chạy quảng cáo Facebook thì trên cái mẫu quảng cáo Facebook đó tôi có để là nhập mã giảm giá 20 tháng 10 giảm 30%. Thì mình sẽ biết được là cái nguồn khách hàng này nó đến từ Facebook. Cái này rất là dễ phân loại đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ demo luôn ha. Rồi mình tạo cái mã ưu đãi đầu tiên. Rồi. Mã ưu đãi xin là 20 tháng 10 Facebook. Mình tạo ra một cái mã đơn giản như vậy thôi. Giảm giá theo phần trăm, ví dụ như ngày hôm đó bạn muốn giảm là 15% và bạn chọn cái ngày ưu đãi hết hạn, ví dụ luôn đây là ngày mai đi, vậy đó, ví dụ thôi. Rồi đây là cái mã bạn nhớ sao chép lại nha, mình sao chép tạm thời mình để ngoài đây đi. Đấy, để ngoài đây rồi mình sẽ cập nhật mình sẽ cập nhật trên đây. Rồi ok, vậy là bạn đã có được một cái mã giảm giá. Đấy. Ok, mình sẽ vào tất cả sản phẩm. Cái này là cái ví dụ mình đây. Vòng tay phong thủy mắt nâu đỏ, mình xem cái này nhé. Rồi. Đây có phải là một cái sản phẩm mà có thuộc tính như hồi nãy mình hướng dẫn nè. Rồi khi mà người ta thêm vào giỏ hàng đấy, thì một lập tức một cái pop-up nó sẽ hiện ra đấy, cái sản phẩm này đã được xem vào giỏ, thì bạn nhấn vào xem giỏ nè. Đấy, thì đây chính là cái giá mà bạn đề ra trên website á. Thì khi mà nhập mã ưu đãi đấy, mã ưu đãi đây, mình copy lại cái mã ưu đãi mình dán vào đây áp dụng, thì ngay lập tức cái giá gốc này nó đã bị trừ đi 30%. Đã trừ đi 30%, tại vì lúc nãy bạn chọn 30% mà. Ok ha, mình khoan hãy nhấn tiến hành thanh toán nha, tại vì mình chưa cấu hình một số thứ cho nên là tạm thời tới bước này mình dừng đã. Rồi mình sẽ xóa đi. Đây là mình đang thử nghiệm thôi. Xóa đi ha. Rồi.
Rồi bước tiếp theo á, bước tiếp theo là cái bước cũng khá là quan trọng. Cái bước này nó sẽ giúp cho các bạn không cần phải đăng nhập vào cái giao diện web như thế này, nhưng các bạn vẫn biết được là à, đơn hàng trên web tôi đã về. Đấy. Mình đâu phải lúc nào mình cũng có thời gian mình cứ ngồi máy tính như thế này đâu. Vậy thì với những cái plugin hồi nãy mình bảo các bạn cài á, đây mình sẽ vào cái WP Mail SMTP. Đấy. Và mình sẽ chọn cái order chỗ đây nhé, chỗ đây ở cái tab là tổng quan thì mình sẽ chọn cái order SMTP. Ở đây là mình sẽ lấy cái server Google để gửi mail, thành ra là mình sẽ chọn ở đây. Rồi bây giờ mình muốn cấu hình được gửi mail thì mình phải vào cái tài khoản Google ở đây, quản lý tài khoản Google này, dữ liệu cá nhân hóa, bảo mật. Ở lần đầu tiên các bạn đăng nhập vào đây á, cái chữ xác minh hai bước này nó chưa có đâu, thành ra là các bạn nên làm một cái động thái là xác minh hai bước. Thì mình làm xong rồi á, nó sẽ có cái nút mà đang bật mật khẩu ứng dụng này. Bây giờ mình sẽ vô mình tạo một cái mật khẩu ứng dụng để mình kiểm tra cái email nó sẽ gửi về đúng cái email mình đã thiết lập. Rồi. Rồi, các bạn đăng nhập lại thôi. Ok, đây mình sẽ chọn là khác đi. Ví dụ như là gửi email điền form mua hàng như vòng tay. Đấy, tạo. Rồi. Cái mật khẩu này bạn khoan hãy tắt nha. Cái này bạn phải copy lại nè. Copy và bạn lưu ở đâu đó cho nó thật là kỹ. Ở đây thì mình tạm thời mình để ngoài đây. Mình làm cho nó nhanh. Ok ha. Mình về lại cái trang cấu hình. Ở đây mình sẽ chọn là smtp.gmail.com. Username chính là cái Gmail của bạn lúc nãy đó. Gmail mà bạn vô bạn thiết lập đó. Mật khẩu chính là mật khẩu đây nha các bạn. Các bạn phải, đây không phải là mật khẩu Gmail nha. Đây là mật khẩu ứng dụng. Các bạn nhớ kỹ. Rồi, dán tại đây. Rồi các bạn lưu lại. Rồi ok. Mail gửi đi nè. Mail gửi đi thì mình đặt tên tên nào cũng được. Ví dụ như là admin của web bán hàng đi. Rồi. Tên người gửi. Admin web bán hàng. Name luôn. Rồi mình sẽ tiếp tục mình lưu lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra thử là email mình, cái động thái gửi email này nó có về email hay không. Đấy. Nó có về được cái email mà mình đã cài hay không. Mình gửi thử nha. Test email, ok, đã được gửi thành công và bạn kiểm tra inbox, kiểm tra hộp thư đến. Đấy. Thì đây chính là một cái mail demo để giúp cho các bạn, nó sẽ thông báo được rằng à, mày đã cấu hình ok rồi đó, đúng rồi đó. Bây giờ kiểm tra lại nè. Trong cái phần WooCommerce này, bạn vào cài đặt. Xem cái phần email nè. Các bạn phải chắc chắn rằng á, cái phần email ngay đây đấy, phải chính, các bạn phải điền đúng cái email mà các bạn sử dụng để các bạn nhận nhận đơn hàng khi mà các bạn không online á. Rồi của mình điền đúng rồi nè, lưu lại thôi.
Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ kiểm tra. Rồi mình sẽ kiểm tra thử là có ai đặt hàng trên cái vòng tay đá phong thủy này không ha. Mình sẽ vào gọi là ẩn danh, cửa sổ ẩn danh đi. Rồi. Sao chép. Đấy. Ôi vòng tay đẹp quá. Mua ạ. Mình chọn một cái 15 cm, đường kính 15 cm. Rồi mình tiếp tục thêm vào giỏ hàng. Đấy, pop up lại hiện ra. Xem giỏ hàng. Mã ưu đãi như lúc nãy các bạn điền vào đó, ví dụ. Rồi, mình sẽ thấy cái phần là tiến hành thanh toán. Đó. Các bạn nhớ khúc lúc nãy không? Mình đã chọn là trả tiền mặt khi giao hàng á. Rồi, ok. Chỗ này đây là thông tin của người mua nha, ví dụ như Trần, tên Tài, họ Nguyễn đây. Cái nào có dấu sao đỏ thì bạn hãy điền nha, mình làm cho nó nhanh. Rồi, 30 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, số điện thoại. Rồi, địa chỉ email tại Nguyễn công 3. Thông tin bổ sung giao đơn hàng này cho tôi vào trước 5 giờ chiều mai ngày ngày đó là ngày 13 tháng 12 năm 2020. Đấy. Ghi chú. Ok, mình sẽ nhấn là đặt hàng. Các bạn chờ một xíu ha. Rồi. Cảm ơn bạn, đơn hàng của bạn đã nhận được. Đây là thông tin mà WordPress trả về cho bạn khi mà có một cái đơn hàng ghi nhận thành công. Đấy, chi tiết đơn hàng nè. Tổng số, giảm giá, phương thức thanh toán, tổng cộng. Lưu ý. Đấy. Sẽ có hai cách mà các bạn kiểm tra được là cái đơn hàng này nó về hay không. Đấy, các bạn về lại Gmail. Đấy. Đây, đây nha. Đây nha các bạn. Đây nè, chính cái đơn hàng này nè, đơn hàng số 23 nè. Mã đơn hàng 23 nè. Rồi. Đấy. Rất là đầy đủ chi tiết đúng không ạ? Ok, đúng. Còn một cách nữa, bạn cũng có thể kiểm tra trong cái đơn hàng ở đây. Rồi đơn hàng hai cái đơn hàng này là lúc nãy mình điền đấy. Đây đơn hàng số 23 đây nè, đây mới đúng nè. Mình kiểm tra nhé. Này nó có địa chỉ IP khách hàng luôn nè. Rồi ngày nè. Đã khớp với cái địa chỉ với cái thông tin mà của WordPress nó hiển thị như này. Rồi. Chỉ cần với những cái thiết lập cơ bản và không cần biết lập trình như thế này thôi, các bạn cũng có thể tự tạo ra cho mình một sản phẩm hoặc là một chục sản phẩm. Các bạn có thể bán mà không cần các bạn phải quá biết sâu về kỹ thuật đâu. Đấy. Cái này thì Tài cũng đã áp dụng cho rất là nhiều những cái khách hàng mà họ 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 họ, họ đặt làm web bên Tài á. Ok. Xem cửa hàng. Rồi. Cái sản phẩm này là sản phẩm demo, kệ nó. Sau khi chúng ta đã có một số cái tính năng cơ bản như là đặt hàng, thanh toán và gửi email thông báo
những cái đơn hàng mà đã được đặt thành công trên internet, thì chúng ta sẽ tiến hành cài một số cái plugin để chúng ta có thể xây dựng một cái trang web bán hàng của chúng ta trở nên trực quan hơn, đẹp hơn và nhiều tính năng hơn. Đấy. Chúng ta sẽ vào cái phần cài mới, cài plugin mới ngay đây. Đấy. Ở trang chủ thì nó đã hiện ra cái plugin Jetpack. Đấy. Cái Jetpack là một trong những cái plugin rất là mạnh mẽ. Nó có rất là nhiều tính năng hữu ích dành cho những người làm website, sở hữu website. Đấy, chúng ta hãy cài đặt nó. Có hơn 5 triệu lượt kích hoạt thì nó rất là uy tín nha. Rất là uy tín. Rồi, cái này là của chính thức là của automatic là của công ty của WordPress luôn nha các bạn. Công ty đứng sau WordPress đó. Rồi, có một số plugin nữa mà chúng ta cần phải cài để mà tối ưu cái website của mình lên Google tìm kiếm, đó chính là Yoast. Các bạn hoặc là các anh chị cứ gõ thêm như vậy là nó sẽ ra. Đấy. Vẫn là hơn 5 triệu lượt kích hoạt. Là một trong những cải thiện SEO trên WordPress nè. Xài giao diện tiếng Việt sướng quá. Dịch hết luôn. Rồi còn một cái plugin rất là quan trọng nữa, đó chính là Elementor. Elementor. Elementor giúp cho chúng ta xây dựng một cái trang web mà trực quan hơn mà chúng ta không cần phải động tới code. Nó sẽ giúp cho các anh chị tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều so với các anh chị làm đi đi sử dụng những cái không chính thống, ví dụ như là plugin bậy bạ gì đó. Ok, mình đang chờ để nó kích hoạt ha. Rồi, ở đây á là có plugin Elementor, website builder của Elementor luôn ha, của công ty Elementor luôn. Và một cái plugin nữa là Essential Add-on của WP Developer. Thì hai cái plugin này nó sẽ hỗ trợ cho bạn, hỗ trợ cho nhau và hỗ trợ luôn cho người dùng. Để người dùng có thể tạo ra một cái giao diện đẹp đẽ nhất. Rồi, mình sẽ tiến hành mình kích hoạt những cái plugin mình vừa cài xong. Đấy, mình cứ kích hoạt hết. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta quay lại cái phần giao diện nè. Đấy, lúc nãy Tài bảo các anh chị cài cái theme gọi là Astra. Đấy, Astra. Cái theme Astra này á, nó là một cái theme rất là nhẹ, rất là dễ tùy biến và nhìn nó rất là đẹp. Và quan trọng hơn hết là nó miễn phí nữa các anh chị. Các anh chị mà sử dụng tùy biến nó mà thấy thích đó, các anh chị có thể mua ha, các anh chị có thể mua cái bản trả phí. Tại vì Tài đang sử dụng trả phí, bản trả phí của Astra và một số cái theme khác cũng liên quan tới kéo thả, thì nó sẽ giúp cho cái công việc của Tài nhanh hơn. Đấy. Tại vì mình không biết code mà. Mình không biết lập trình, thành ra là mình phải bỏ tiền ra mình sử dụng những công cụ done for you. Đấy. Ok, mình sẽ tiến hành mình kiểm tra ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái phần tùy biến. Tùy biến để cho đấy, rất là trực quan. Rồi, ok. Phần logo nè. Cái phần mà Tài đang chụp màn hình đây cho các bạn coi đó chính là cái phần header. Header ngay đây nè. Rồi. Đây là nhận dạng website. Nếu mà các bạn nào chưa có logo thì các bạn cứ mạnh dạn mua hoặc là thuê một người nào đó thiết kế logo cho các bạn trước.
Tài thì Tài có rồi thì thành ra Tài cứ upload lên thôi ha. Đây. Tài có rồi thì Tài cứ sử dụng thôi. Skip. Rồi. Đấy, ở đây nó có cái độ rộng nè, nhưng mà thôi cứ để mặc định đi ha. Rồi biểu tượng size. Biểu tượng size này là cái gì? Đó, các bạn thấy cái chữ W của WordPress ngay nằm ngay đây không? Đó, thì khi các bạn thay cái này á, này, có cái nút bên dưới bên tay phải nó ghi chữ chọn phía dưới này nha. Rồi mình quay clip nó sẽ che đi mất đây rồi. Rồi, ok. Mình chọn image. Đấy, các bạn thấy từ cái chữ W của WordPress nó thay đổi thành cái biểu tượng Canva của mình không? Rồi, ok. Display Site Rồi, không cần thế đâu. Ok, mình thay đổi thì mình nhớ là mình phải lưu. Thì khi mà mình nhấn đăng như vậy á, tất cả mọi thứ nó sẽ thay đổi theo. Đấy. Hình đại diện nè. Rồi. Phần này sẽ là phần menu. Thì menu á, để trực quan á, thì các bạn vào lại cái giao diện và các bạn rê chuột vào cái menu trong cái giao diện này nè. Rê chuột xuống menu. Đấy. Menu ha. Rồi. Menu hiện tại á, chưa có, thành ra là nó lấy một cách tự động. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ tự tạo cho mình một cái menu gọi là menu của tôi. Menu của tôi. Đó. Tích vào chọn cái menu chính là menu chính. Tạo menu. Rồi. Vậy thì chúng ta muốn trong cái menu này nó xuất hiện cái gì? Đấy, xuất hiện cái gì? Xuất hiện cái gì thì chúng ta phải đưa vào. Ví dụ như là trang chủ. Rồi, chúng ta thêm vào menu. Đấy. Trang chủ này đúng không? Ok, chúng ta lưu menu thử rồi xem nó là cái gì ha. Rồi, ok, mình đã lưu thành công và chúng ta ra lại màn hình nè. Trang chủ, chỗ này sẽ là trang chủ. Đây chúng ta muốn cái menu của mình nó xuất hiện nhiều hơn á. Ngoài cái chữ trang chủ này thì chúng ta phải tạo cho nó thêm. Đấy. Ví dụ như là trang giới thiệu, trang liên hệ, trang sản phẩm, shop. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Đấy. Ví dụ như Tài muốn lôi một cái bài giới thiệu ngay đây về tôi. Đấy. Giới thiệu đi thì mình sẽ vào trang và mình sẽ vào tất cả các trang. Đấy. Mình thêm trang mới nè. Cái này là cái hướng dẫn của WordPress nè, tắt đi. Rồi, nên như này sẽ là giới thiệu. Thì bạn cứ nhập vài dòng thôi. Đây là phần giới thiệu của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp dịch vụ sản phẩm ABC XYZ cho. Đấy, phần này các bạn tự điền ha. Rồi, chúng ta sẽ đăng. Đấy. Chúng ta sẽ xem trang nè. Thì đây là trang giới thiệu của các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gọi cái trang giới thiệu này ra. Thì chúng ta phải enter lại nè. Chúng ta gọi cái trang giới thiệu này ra bằng cách là vào lại cái chỗ menu menu lúc nãy nha. Rồi, giới thiệu nè. Đó. Menu ngay đây nè. Rồi giới thiệu thêm vào menu. Đấy. Và lưu. Rồi. Bây giờ chúng ta quay lại trang chủ chúng ta. Enter lại. Đấy, nó đã xuất hiện giới thiệu. Ha. Rồi bây giờ chúng ta đang thiếu một trang gọi là trang liên hệ. Thì chúng ta tiếp tục làm như hồi nãy là chúng ta sẽ vào tất cả các trang nè, chúng ta tạo tiếp một trang liên hệ.
liên hệ chúng tôi. Rồi, liên hệ chúng tôi. Bạn có thể liên hệ chúng tôi qua Facebook, qua các kênh sau, hoặc điền form bên dưới. Rồi, Facebook, Zalo, rồi YouTube, rồi TikTok, rồi đăng, chúng đăng ha. Đấy, chúng ta xem trang. Đấy, đây là trang liên hệ của các bạn đã hiển thị ra như thế này. Và chúng ta tiếp tục, chúng ta thêm cái trang liên hệ này vào menu. Xem tất cả. Phần này là trang thì chỗ này mới nhất thôi. Nếu các bạn muốn hiện xem được tất cả các trang các bạn đã tạo thì các bạn vô xem tất cả. Rồi, các bạn kéo xuống cái phần liên hệ chúng tôi. Thêm vào menu. Đấy. Chúng ta lưu menu lại ha. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ xem lại giao diện nè. Đấy, đã có xuất hiện chữ liên hệ chúng tôi. Rồi, để cho cái form liên hệ này á, nó sinh động hơn, trực quan hơn thì chúng ta nên có một cái form. Cái form để khách hàng người ta sẽ điền vào cái form đó và cái thông tin trong cái form này nó sẽ trực tiếp gửi tới email của mình luôn. Rồi mình sẽ vào cái Webby Form. Mình sẽ tạo một cái form mới. À không, vào tất cả các form đi. Đấy. Cái này chưa có form nào thì mình sẽ tiến hành mình tạo form ha. Mình sẽ add new. Rồi, mình sẽ đặt form, tên form là form liên hệ. Không dấu nha các bạn. Rồi, ở đây Tài sẽ chọn là chọn form đơn giản thôi. Đấy. Form đơn giản này nó sẽ bao gồm những cái trường là tên, bao gồm first name là tên và last name là họ, email và thông điệp. Đấy, thông điệp của bạn. Rồi chúng ta lưu lại. Lưu lại ha. Chúng ta tắt nó đi. Để chúng ta đưa được cái form đó vào cái trang liên hệ thì chúng ta nhìn đây nè. Bên này nó có chữ shortcode nè. Thì các bạn copy cái này. Đấy. Các bạn vào tất cả các trang. Các bạn vào cái trang liên hệ. Đây, liên hệ chúng tôi và mình chỉnh sửa trong này ha. Mình chỉnh sửa lại cái nội dung lúc nãy mà mình đã làm đó. Rồi. Mình sẽ thêm nè. Mình sẽ tiếp tục cái dòng này. Đấy, mình sẽ thêm nè. Mình thêm gọi là form. Đây, gõ form luôn. Thì sẽ có hai cách. Một á, là mình dùng cái shortcode lúc nãy. Còn hai là mình gõ cái form là nó sẽ tự động nó ra form luôn. Đấy, và mình chọn form liên hệ. Rồi. Đúng chưa? Đúng như lúc nãy mình đã thiết kế chưa ha? Rồi mình nhấn cập nhật. Rồi mình xem lại trang của mình nè. Đấy. Đã có chỗ để khách hàng điền lại thông tin. Rồi các bạn tắt đi. Đấy. Có dịch, có trang chủ, có giới thiệu, có liên hệ rồi. Bây giờ cái mà chúng ta cần nữa chính là một cái chữ cửa hàng ngay trên cái thanh menu này.
Rồi chúng ta về về lại menu và chúng ta rê chuột vào cái chữ đây nè, vào cái chữ Compass Server của mình đây nè. Rồi các bạn nhấn vào xem cửa hàng và mở ra tab mới. Đấy, đây là cửa hàng. Đây là nơi mà lưu trữ toàn bộ sản phẩm của bạn đã upload lên đấy, trong cái phần hướng dẫn phía trước. Vậy thì chúng ta sẽ copy cái này, copy cái đường dẫn này là cửa hàng và chúng ta quay lại menu. Đấy. Đợt này chúng ta không sử dụng trong cái trong đây nữa mà chúng ta sẽ tiến hành bấm vào liên kết tự tạo. Chúng ta copy cái đường dẫn chứa toàn bộ sản phẩm của mình trên đây, sao chép. Đấy, chúng ta dán vào URL ngay đây. Dán. Rồi, tên đường dẫn thì sẽ là cửa hàng. Thêm vào menu. Chúng ta lưu lại. À, rồi chúng ta vào lại trang chủ xem. Đó. Cái nút cái chữ cửa hàng đã xuất hiện trên menu của các bạn rồi đấy. Rồi, vào đây là sẽ thấy toàn bộ sản phẩm. Rồi, chúng ta tạm thời sẽ tắt những cái cửa sổ mà tạm thời chưa sử dụng tới ha. Ok, thì menu của các bạn đã được xây dựng thành công rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi thiết kế lại cái khúc này. Đấy, khúc này nè. Nhìn nó rất là không chuyên nghiệp ha. Đấy, tại vì đây là cái giao diện mặc định của WordPress mà, của cái chủ đề này mà, cái chủ đề Astra khi nãy cài đó. Rồi, mình sẽ làm lại nè. Ở đây là mình sẽ vào trang và mình sẽ thêm trang mới. Đấy. Ở đây mình sẽ đặt tên là trang home. Đấy, trang home. Rồi, ok, thuộc tính trang. Rồi, các bạn nhìn bên tay phải của mình nè. Thấy cái thuộc tính trang không? Rồi, các bạn chọn là Elementor full width, có nghĩa là cái trang home này được chỉnh sửa mặc định bằng Elementor. Rồi, các bạn nhấn đăng. Đăng trước đi rồi sửa sau ha. Rồi, bây giờ mình sửa với Elementor nè. Rồi. Thì đây là những cái khối có sẵn của Elementor và nó giúp chúng ta tùy biến cái bố cục cái trang chủ của mình được đẹp hơn. Rồi. Nút cộng dưới đây là thêm thêm cái cấu trúc. Thì ở đây là mình sẽ xây một cái banner đầu tiên ha. Rồi. Xây một cái banner và ở đây mình chọn là mình bấm vô cái nút 6 dấu chấm này á là nó sẽ ra cái cấu trúc nè. Box có nghĩa là cái hộp, có nghĩa là nó cái bề rộng của nó là chỉ từ đây tới đây thôi. Còn nếu như các bạn chọn full width có nghĩa là nó sẽ rộng hết ra như thế này luôn. Đấy. Chiều rộng nội dung kiểu rồi ok, nền thì đây chính là đấy, cái nền của cái khối này cái nền của cái khối này nè, đây là màu lớp phủ. Rồi bây giờ mình không chọn cái này, mình radiant, đây là màu radiant, đây là màu đơn sắc đấy. Thích chọn màu nào thì bạn cứ kéo màu đó. Và Tài muốn á, là trong cái khối này nó có một cái banner. Đấy, ta sẽ nhấn cộng ở đây. Ta thêm một số. Ta thêm một số cái gọi là miễn phí, tại vì mình đang xài cái bản Elementor miễn phí mà.
Đó, nó có sẵn những cái miễn phí nè, những cái khối miễn phí nè. Ở đây là mình sẽ chọn home đi ha, xem thử là nó có những cái gì miễn phí hay là để mình coi. Hero rồi. Những cái pro có nghĩa là tính năng trả tiền ấy, các bạn mới được xài nha. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn thử một mẫu nào đi. Chọn thử một mẫu đây là những trang miễn phí này các bạn, cái trang miễn phí, cái nào có rồi mình không xài được nha. Rồi ví dụ như Tài sẽ chọn một cái đơn giản luôn đi. Xu hướng phổ biến. Toàn này trả phí không? Rồi. Ok, tạm thời mình lấy cái này ha. Đây. Mình sẽ chèn vào cái web của mình. Bắt đầu kết nối đến thư viện Elementor. Để mà các bạn làm được điều này á, các bạn cần phải tạo một cái tài khoản Elementor để gọi nó về cho nó nhanh. Rồi các bạn tạo tài khoản nè. Ví dụ mình lấy luôn cái email của mình đăng ký ha. Rồi sau khi các bạn điền xong email và mật khẩu thì các bạn nhấn là tạo tài khoản. Tạo tài khoản trên website là Elementor ha. Rồi. Bạn đã đăng ký. Ok. Chúng ta lưu luôn ha. Rồi chúng ta sẽ connect. Các bạn để ý nè, trong cái email á, đấy, nó sẽ bắt mình là kích hoạt cái email đã đăng ký thì mình cứ nhấn vào mình kích hoạt thôi. Rồi, ok, xong. Bây giờ mình sẽ kết nối Elementor vào cái website của mình thông qua cái email đã được đăng ký. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục connect. Đây. Đấy. Sau khi connect xong rồi á thì mình chọn, lúc nãy mình chọn một cái giao diện mẫu thì hắn sẽ xuất hiện ở đây. Đấy. Nhìn rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Rồi. Ok thôi, tạm thời mình xóa cái khối này đi. Rồi ha. Là giao diện mẫu website bán hàng. Rồi, sau khi chúng ta đã có được một cái giao diện mẫu, chúng ta cần phải chỉnh sửa thêm thì Tài sẽ hướng dẫn cho này luôn ha. Thì nhưng mà chúng ta muốn xem thử là giao diện mẫu của mình nó như thế nào á thì mình sẽ cập nhật ở đây trước nè. Đấy. Mình sẽ cập nhật ở đây trước và mình ra lại cái trang chủ của mình làm lại. À, chưa được, quên mất. Đó. Thì các bạn muốn có được một cái trang chủ như thế này nè thì các bạn phải vào phần cài đặt và rê chuột tới cái phần đọc á, đọc đây nè. Rồi bây giờ bố cục trang chủ này thì mình sẽ chọn trang nào nè, mình sẽ chọn cái trang trang home. Trang home lúc nãy mình vừa tạo xong đó, trang home là mình lưu thay đổi. Rồi mình xem lại ha, mình xem lại nè. Đấy, thì đây chính là cái giao diện mà mình đã giao diện có sẵn mà mình nhập từ Elementor vào. Đấy. Và mình sẽ chỉnh sửa cái này ha. Đấy, nhìn rất là chuyên nghiệp. Rồi. Ok. Những cái khối này á, ví dụ như là mình rê chuột vào đây. Mình nhấn chuột phải nè, mình nhấn chữ sửa hero.
rê chỗ vô các bạn sẽ thấy nè. Ví dụ như chỗ này tôi không muốn màu màu đen, tôi không muốn màu đen đi, giờ tôi muốn màu xanh được không? Đây, sửa hết đi. Đó, chỗ kiểu đây nè, giờ tôi muốn màu đỏ, thấy không? Các bạn kéo màu nó sẽ tùy biến màu cho các bạn theo cái mà bạn chọn của mình luôn. Rồi đó, cái nút này ví dụ như là tôi sẽ sửa lại là tới shop. Liên kết shop ở đâu? Shop ở trong đây nè. Đấy, cái đường dẫn đây nè, rồi mình rê chuột vào đây mình sẽ thấy là xem cửa hàng nè. Đấy, thì các bạn có để ý không là bên dưới đây nè, nó có một cái đường dẫn xuất hiện bên dưới đây nè. Đó, mình có thể xem trước được là nó sẽ dẫn tới cái đường dẫn nào. Đấy, đúng rồi. Mình sẽ xem cửa hàng, rồi mình copy này ha, rồi mình dán vào đây. Đó, shop thì tất nhiên là cái này nó phải mình gõ chữ shop đi. Đấy, ra cái giỏ hàng nè. Đó, biểu tượng nó cũng phải na ná với cái shop. Rồi chúng ta cập nhật. Rồi bây giờ chúng ta sẽ về lại trang chủ. Rồi vậy thì tới shop nó đã thay đổi rồi ha. Đấy, nó sẽ vào lại cái sản phẩm mà bạn đăng khi lúc 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 trước nè. Đấy, rồi bây giờ Tài sẽ đăng hết 6 sản phẩm và Tài sẽ gọi ra trang chủ để cho các bạn thấy được demo như nào luôn ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta thêm mới sản phẩm nè. Đây, sản phẩm đây. Tài sẽ thêm cái vòng tay trước nha. Khi nãy là mình đã làm cái vòng tay đá thạch anh rồi đấy, bây giờ mình sẽ thêm làm luôn cái mắt, vòng tay đá mắt hổ rồi. Bây giờ mình còn cái vòng tay ngọc bích này, mình làm luôn. Rồi, đây là vòng tay ngọc bích. Vòng tay ngọc bích. Tả đầy đủ. Rồi. Sản phẩm này là sản phẩm đơn giản hay là sản phẩm có nhiều thuộc tính? Như lúc nãy mình nói rồi đó. Sản phẩm mà có ví dụ như là đường kính rồi kích cỡ thì các bạn phải chọn ở đây là sản phẩm có biến thể. Còn nếu như mà sản phẩm nó chỉ có một loại thôi, nó chỉ có một size, một kích thước thôi, thì chỗ này sẽ là sản phẩm đơn giản ha. Thì ở đây mình sẽ chọn sản phẩm đơn giản đi cho nó nhanh. 350 giá thường còn 300. Rồi, giao hàng 24/7, nhận hàng mới trả tiền, phát hiện hàng giả đều gấp đôi. Đấy, rồi chúng ta qua đây, chúng ta thiết lập ảnh sản phẩm, chúng ta tải lên cái vòng tay ngọc bích, hai sản phẩm hai hình luôn. Rồi chúng ta chọn một hình làm hình đại diện ha. Rồi có cái chọn bên phía dưới bên góc phải đây nè, thiết lập ảnh sản phẩm. Còn thêm ảnh thư viện là các bạn thêm những cái ảnh còn lại thôi. Rồi đấy, phần này chúng ta chọn đúng cái danh mục nha, là vòng tay phong thủy nè. Rồi chúng ta sẽ đăng. Xem sản phẩm. Đấy, đây là sản phẩm. Rồi chúng ta sẽ đăng tiếp.
ba sản phẩm còn lại trong một danh mục khác. Thêm mới nè. Rồi chúng ta sẽ đăng lần này chúng ta sẽ sử dụng mặt di truyền nha. Mặt di lặc đi. Rồi. Ở đây là ta dùng cái phím tắt F2 á và cái folder này nè trên Windows để nó hiển thị ra đây mình copy cho nó nhanh. Phần di lặc. Mô tả đầy đủ. Đấy. Sản phẩm của mình là 900 ngàn. Bán giá khuyến mãi là 800 ngàn. Rồi. Ngay danh mục sản phẩm này là các bạn chọn đúng nha, mặt di truyền. Rồi, thiết lập ảnh sản phẩm. Mình quay lại folder. Mặt Phật đây. Đấy. Rồi, thiết lập hình. Ok, đăng. Rồi mình còn hai sản phẩm nữa mình đăng cho nốt cho nó đầy đủ cái giao diện luôn ha. Mình để hai tab ở đây luôn. Tại sẽ để hai tab ở đây luôn cho dễ thao tác. Rồi mặt Phật đá. Mấy giá 600 ngàn. Ở đây là giá 400 ngàn. Chúng ta phải chọn mà đúng danh mục sản phẩm nha các bạn. Chọn sai là ảnh hưởng tới cho người dùng á. Rồi. Rồi, đăng. Rồi chúng ta còn một sản phẩm cuối cùng nữa. Đá Ruby 5B, 5 phi, Ruby 5 phi. Đây thì mình copy qua cho nó nhanh nè. Đó. Mình copy này cho nó nhanh ha. Rồi. Chúng ta lại chọn chọn đúng nè. Vậy thì website demo này Tài đã đăng lên 6 sản phẩm và tùy theo cái số lượng sản phẩm của website của bạn mà các bạn tự bố trí lại cho nó hợp lý cái danh mục sản phẩm ha. Đấy, tự bố trí lại cho nó hợp lý. Rồi. Ok, để cái thanh menu này nó đa dạng hơn á thì Tài sẽ thêm một số cái cơ bản. Rồi, cái này xong rồi thì Tài sẽ tắt đi. Lưu xong rồi đó. Tắt đi để nhiều quá. Rồi, Tài sẽ tiếp tục, Tài sẽ vào cái phần danh mục ở đây, danh mục ở đây ha. Rồi, sản phẩm nè, danh mục ở đây. Rồi. Đây là hai danh mục. Lúc nãy mình đã sắp xếp cho nó thành hợp lý rồi đó. Bây giờ mình tiếp tục mình bấm vào chữ xem ở đây nè. Xem đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sẽ xem được toàn bộ những cái sản phẩm nó nằm trong cái danh mục này thôi. Còn lúc nãy là mình xem được tất cả sản phẩm. Này, xem nè. Đấy. Xem ở đây chỉ có mặt di truyền thôi nha. Ở đây chỉ có mặt di truyền thôi. Tương tự, ở đây chỉ có vòng tay phong thủy thôi.
cái bài này là cái bài demo mà không có hình ảnh gì, thôi để tao vô tài xóa đi cho nó nhìn cho nó đẹp. Đây, xóa đi. Một hai ba bốn năm sáu sản phẩm. Rồi. Mà di chuyển vòng tay. Rồi ở đây Tài lại tiếp tục vào menu. Đấy, vào menu. Ví dụ như cửa hàng này của Tài á, Tài chỉ bán có hai loại sản phẩm này thôi. Đó, thì Tài sẽ muốn cho nó xuất hiện bên dưới cái chữ cửa hàng này nè, bên dưới cái chữ sản phẩm hoặc là cửa hàng gì đó. Rồi thì mình sẽ làm cách nào, mình sẽ làm liên kết tự tạo đây. Đấy. Mình sẽ copy cái đường dẫn mặt dây chuyền nha, mặt dây chuyền nè, làm cho nó đúng nè. Đấy, mặt dây chuyền mình sẽ copy chỉ đúng cái đường hồi nãy thôi, ngay cái danh mục sản phẩm này bạn nhớ không. Đấy, xem nè, copy đúng cái đường link này, thêm vào menu. Đấy, và nó chỉ xuất hiện bên dưới cái chữ cửa hàng. Tương tự như vòng tay phong thủy. Đó. Mình lại vào tiếp cái liên kết tự tạo đây. Nó cũng nằm ở cái phần xem đi nha các bạn. Cũng là nằm ở danh mục sản phẩm rồi xem ở đây nè. Rồi, dán vô cái đường dẫn ở đây, thêm vào menu. Đấy, ta kéo cho nó ngang bằng với, nó ngang bằng với cái mặt dây chuyền ở đây. Đấy, cái khối nó sẽ như thế này nè. Cửa hàng sẽ là mẹ, còn hai đứa này sẽ là con của nó. Rồi lưu menu. Rồi chúng ta về lại trang chủ. Đấy, chúng ta sẽ rê chuột vào dưới cửa hàng, chúng ta sẽ thấy hai loại sản phẩm nằm đây đúng không ạ? Hai loại sản phẩm nằm đây. Rồi chúng ta thử vào lại nè, mặt dây chuyền nè, đó là chỉ có dây chuyền thôi, còn vòng tay phong thủy là chỉ có vòng tay phong thủy thôi, còn mà chữ cửa hàng ở đây á là nó sẽ xuất hiện tất cả sản phẩm của các bạn nằm đây. Đấy, rồi rồi chúng ta về lại trang, tất cả các trang. Đấy, chúng ta về lại trang chủ. Trang chủ đang chỉnh sửa bằng Elementor ha. Rồi mình là tiếp tục mình sửa với Elementor. Đó. Và sau khi mình đăng hết sản phẩm lên rồi á, mình muốn nó xuất hiện ngoài trang chủ thì làm thế nào? Mình sẽ chọn một cái khu vực mà mình muốn xuất hiện. Ví dụ như ở đây đi. Vào sửa section, rồi mình nhấn dấu cộng ở đây nè, mình thêm, gọi là thêm sản phẩm product đi. Đấy. Product nè, những cái có cái dấu khóa này là bản pro mới sử dụng được nha các bạn. Rồi còn cái chữ EA này là đấy, EA này sử dụng được nè, đó đẹp đúng không ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, mình có thể tùy chọn cái layout cho nó nè, list list thì nó sẽ xuất hiện theo kiểu này, tùy các bạn thôi. Rồi mình tạm thời mình để lại grid ha, grid đi. Bây giờ tôi muốn là xuất hiện hai sản phẩm thôi, à ba sản phẩm, ba sản phẩm thôi. Ba sản phẩm thì chỉ mặt ông Phật, chỉ mặt ông Phật thôi. Tôi sẽ chọn gọi là mặt dây chuyền, tôi sẽ chọn ba sản phẩm ở đây thôi. Đấy. Những cái tùy chọn này nè, có sao đánh giá hay không, tạm thời chưa đánh giá thì mình tắt đi, còn
giá sản phẩm á, đó có hoặc là không tùy bạn thôi, nhưng mà cứ xuất hiện để cho nó đẹp. Đấy, ba sản phẩm thêm vào giỏ hàng nè. Ok, này nó bị layout cột thì mình sẽ để ba cột thôi nha, ba cột tương ứng với ba sản phẩm rồi. Tiếp theo nè, ta thêm một cái khối nữa, ta thêm một không đây, ta thêm một cái khối nữa, ta gọi cái sản phẩm kia ra, ta gọi cái sản phẩm vòng tay phong thủy ra, product brick ở đây. Đấy, ba cột thôi. Phẩm và ta chọn vòng tay phong thủy đó, thì cái này nó chỉ sẽ xuất hiện đúng ba sản phẩm mà. Rồi bỏ đánh giá đi, rồi các bạn cập nhật. Rồi chúng ta quay lại trang chủ nha, xem thử là nó thay đổi như thế nào. Rồi đó, thì đây chính là cái giao diện của một cái website bán hàng các bạn, nãy giờ các bạn cấu hình xong rồi đó. Đấy, vậy thì câu hỏi đặt ra là tôi muốn tạo một cái website bán hàng đẹp lung linh, thì dĩ nhiên là tại đây giới thiệu với các bạn cái Elementor rồi đó, thì cái việc của các bạn thì phải tìm hiểu làm sao để mà các bạn có thể thay đổi được những cái bố cục này chỉ bằng cách kéo thả thôi. Đấy, những cái câu chữ này, những cái hình ảnh này, những cái biểu tượng này mình đều có thể thay đổi được, và quan trọng hơn hết đó là nó miễn phí, các anh chị xài miễn phí. Nếu mà các anh chị thấy thích thì hãy nâng lên Pro, nhưng đối với Tài là thấy miễn phí như vậy là quá chất lượng rồi. Thì trong những cái video video tiếp theo á, Tài sẽ hướng dẫn cho các anh chị sử dụng cái plugin Elementor để xây dựng một cái website trực quan hơn, từng bước từng bước. Ở đây là mình chỉ làm một cái giao diện mẫu như thế này thôi, và cái quá trình mà các anh chị tạo ra một cái website bán hàng á, thật sự nó không phải là một cái gì đó quá khó khăn, tại vì tất cả những cái này á, là người ta đã xây dựng sẵn cho bạn rồi, bạn chỉ có cài đặt rồi tải về rồi chỉnh sửa theo ý của các bạn thôi. Các bạn không cần phải mất công suy nghĩ, à tôi phải code như thế này, tôi phải đụng vào kỹ thuật như thế kia. Tất cả cái này nó là một kỹ năng thôi, giống như là các bạn học Word, các bạn học Excel, học những cái chứng chỉ tin học nó bình thường đó. À, rồi làm lại nè. Rồi, mình vô sản phẩm mình coi. Đấy, sản phẩm này. Rồi, ok thì mình coi thử là mình kiểm tra thêm một lần cuối nữa, thì khi mà có khách đặt hàng thì có về email không ha? Rồi, mình thêm vào giỏ hàng nè. Đấy, Phật Di Lặc, Ruby Nam Phi đã được thêm vào giỏ nè. Các bạn xem giỏ. Tiến hành thanh toán. Rồi, mình cứ điền tên tuổi như lúc nãy mình kiểm tra nha. Việt Nam, địa chỉ. Điền đại vào đi. Rồi, thông tin bổ sung. Giao hàng gấp cho tới nhé. Rồi, trả tiền mặt khi nhận hàng, khi giao hàng. Đấy, các bạn nhấn đặt hàng.
Rồi, mã đơn hàng 69. Đấy. Các bạn kiểm tra lại, mình kiểm tra bằng hai cách ha. Thứ nhất, vào cái WooCommerce trong cái trình duyệt trong cái admin của WordPress và vào đơn hàng để kiểm tra. Đơn hàng 69. Đây. Rất là đầy đủ. Đã có. Rồi cách thứ hai là các anh chị lại kiểm tra email ha. Lại kiểm tra email thì thấy đơn hàng nó đã gửi vào email đơn hàng 69 nè. Đấy. Quản lý đơn hàng rất chặt chẽ nha các anh chị. Rồi cũng cảm ơn các anh chị đã theo dõi hết cái video hướng dẫn làm website bán hàng bằng WordPress với sự hỗ trợ của plugin là Elementor, là một plugin rất là mạnh mẽ trong công việc xây dựng website cũng như là thiết kế giao diện, chỉnh sửa giao diện. Thì Tài xin chúc các anh chị có được một cái website ưng ý nhất do chính tay các anh chị tự thiết kế ra. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Comba Marketing. Đừng quên đăng ký kênh và chọn thông báo hình quả chuông để nhận được những video mới nhất về chủ đề marketing online. Hoặc bạn cũng có thể xem video liên quan bên trên hoặc bên dưới màn hình này.